Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân an mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ơn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của một con người được lan trẻ bằng những biến cố trong cuộc đời của người đó. Những biến cố trong cuộc đời người đó hạnh phúc thì tạo nên một cuộc đời hạnh phúc an vui. Những biến cố trong cuộc đời của một người đó mà nó cứ gập ghềnh, nó cứ sinh ra những cái sự bất trắc, thì chắc chắn chúng ta không thể nói rằng cuộc đời người đó hạnh phúc bình an được. Người Công giáo chúng ta tin rằng cuộc đời của chúng ta luôn luôn có một vị theo dõi, hướng dẫn, đó là chính Thiên Chúa. Ngài là đấng tạo hóa vạn vật muôn loài, và Ngài luôn luôn muốn cho con người được hạnh phúc bình an. Nên con người muốn có được một cuộc sống an vui thì cần phải đến để mà xin ơn, mà cầu nguyện. Bởi vì con người của chúng ta thì mỏng giòn, yếu đuối, hữu hạn lắm. Chúng ta chẳng ăn thua gì cả. Mấy năm đi học hành được một chút kiến thức, dăm 7 năm sống trên cõi đời này, dăm 70 năm sống trên cõi đời này, đa phần chúng ta gặp nhiều thất bại. Và vì thế nên con người cần phải cầu xin ơn trên của Thiên Chúa, xin Thần Thánh trợ lực chúng ta, hướng dẫn chúng ta, soi sáng và ban bình an cho chúng ta. Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng với Du Xe Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoàn, chị Hoàn bên gia đình, bên tôn giáo bạn, nhưng cũng đã trở nên người Kitô hữu. Và vì thế nên hôm nay cùng với bố mẹ, ông bà, những người thân thuộc trong gia đình của mình cũng hiện diện trong ngôi thánh đường này để cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai đôi bạn, anh Sáu và chị Hoàn. Và chắc chắn là những người cha, người mẹ thì ai cũng mong cho chúng ta, con cái chúng ta được hạnh phúc, an vui. Vì thế nên chúng ta cùng nhau tập trung nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho đôi bạn trẻ, cho con cái chúng ta, và chúng ta cũng ước mong những điều hạnh phúc, bình an cho chính cuộc đời của mình. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoàn. Trong ngày họ anh chị quyết định thiết lập gia đình, đối với anh chị đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến cùng với nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ anh chị. Hãy cùng anh chị lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện mà đoái thương tuôn đổ ơn Chúa xuống trên các tôi tớ Chúa đây, là anh Giuse Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoàn, để khi được kết hợp trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Tobia. Buổi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng: chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy, thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tobia đã nguyện rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa đã dựng lên, ở những nơi đó hết thảy hãy ca tụng Chúa. Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Adam và ban cho ông bà Eva làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới lấy cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời. Sarah cũng nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an đến tuổi già. Đó là lời Chúa. Trời loan đang đỡ Chúa thương Chúa cha.
bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được kêu gọi tới hưởng thụ để làm lên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học bỏ hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó liên hệ gì đến bà và con? Vì giờ của con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước vào đầy các chum. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu thì ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thiết đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đem rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người cho các môn đệ đã để các ông đã tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi được tham dự một thánh lễ gọi là lễ cưới, cầu nguyện cho một đôi tân hôn bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta lại có những cái dịp để mà suy nghĩ và có thể nói là dâng lên những lời cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa, cho tình yêu của con người và cho đời sống hôn nhân gia đình. Không phải chỉ cho mình hay là cho con cái những người thân của mình, mà cho cả nhân loại này, cho dù là ở hoàn cảnh nào, niềm tin tôn giáo nào hay là vô thần, thì cũng có một cuộc sống hôn nhân gia đình
được hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, khi mà nói đến hạnh phúc hay là nói đến cái điều an vui, an bình, thì chúng ta luôn luôn có một cái câu nói rằng phải qua đau khổ thì mới tới được vinh quang. Muốn có được một tình yêu hay là một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, không gì khác, đó là sự hy sinh và sự nhẫn nhịn, nhẫn nại, gọi là nhịn. Nhịn thì đi đôi với nhục, nhưng mà nó đem lại sự bình an. Còn không nhịn thì nó đem lại cho chúng ta một giây phút nào đó chúng ta oai phong, chúng ta lẫm liệt, thế nhưng mà nó đem lại sự bất an sau này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi tân hôn thân mến, khi nói về tình yêu thì người ta nói đến những cái loài hoa, và trong đó có những cái loại hoa được thể hiện những cái hương sắc hay là những cái đặc tính của tình yêu, đó chính là hoa hồng. Hoa hồng là một loài hoa biểu hiện cho tình yêu. Vì thế nên khi mà vào những cái dịp nói đến tình yêu, ví dụ như là những ngày lễ tình nhân chẳng hạn, mà hôm nay chúng ta gọi là ngày lễ Valentine, thì người ta hay dùng những bông hoa hồng để tặng cho những người mình yêu. Và khi mà nói đến các loài hoa thì cũng nói đến những cái hương sắc của những cái loài hoa đó. Ví dụ như là hoa thược dược thì người ta cũng nói lên cái hương sắc hay là những cái ý nghĩa của loài hoa đó. Hoa thược dược là thể hiện cái lòng biết ơn. Hoa huệ thì nói lên cái sự trinh trắng, tinh trong của một người, có thể là người con trai, có thể là một người con gái. Loài hoa có tên là trinh nữ thì người ta nói đến cái sự kín đáo, không có khoe khoang bộc lộ mà kín đáo như là hoa trinh nữ. Hay là người ta nói đến hoa hướng dương thì người ta nói đến cái sự trung thành, một cái loài hoa của một sự trung thành trong cái lựa chọn của mình. Còn khi nói đến tình yêu thì người ta nói đến hoa hồng. Và người ta luôn luôn quan niệm rằng cây hồng thì bao giờ cũng phải có cái đặc tính của nó. Ví dụ như là hồng nào mà hồng chẳng có gai. Thế rồi đi theo cái đặc tính là gai thì nó cũng có một cái mùi thơm rất là quyến rũ cho cái tình yêu, cho đôi lứa của con người chúng ta. Người ta cũng nói rằng mà cây hồng càng đẹp thì hồng đó phải càng nhiều gai, bởi vì gai nó là sự cái đặc tính để giữ gìn cho cái hương sắc, cho cái bông hồng không bị tấn công bởi vì những con sâu hay là những cái sự phá hoại khác. Một bông hồng đẹp cũng cần phải có những cái yếu tố như sau. Ví dụ như là hồng đẹp thì phải có một gai này, có phải có hoa này, phải có những cái mùi thơm này, và diễn tả những cái đặc tính của hoa hồng. Ông thi sĩ Phan Khôi cũng nói với chúng ta như sau: hồng nào mà hồng chẳng có gai, miễn đừng là thứ hồng dài không hoa. Là hồng thì phải có hoa, không hoa chỉ có gai thì ai chơi. Ta yêu hồng lắm hồng ơi, có gai mà cũng có mùi hương thơm. Ông thi sĩ Phan Khôi đã diễn tả về loài hoa hồng này như thế. Khi mà có một người thanh niên hay là có một cái đứa con, nó hỏi mẹ: mẹ ơi, tình yêu là gì hả mẹ? Một người mẹ có thể diễn giải cho đứa con rất nhiều những cái khía cạnh về tình yêu. Thế nhưng người mẹ này đã chọn một cái câu nói với cái đứa con trai của mình: yêu là hy sinh con ạ. Tình yêu thì phải đi đem đôi với hy sinh. Còn nếu tình yêu mà không có sự hy sinh, nó chỉ có sự hưởng thụ thôi, thì ở đời nơi đó là một tình yêu ích kỷ, một tình yêu quy mình, một tình yêu chỉ dựa trên những cái nhu cầu của mình, không có sự hy sinh ở đó. Và tình yêu cũng phải dẫn tới cái sự phục vụ. Từ cái sự hy sinh thì đem đến cho người mình yêu một cái sự tinh thần phục vụ. Vì thế nên là khi mà người ta yêu nhau
Người ta chỉ cần nhìn cái ánh mắt của cái người mình yêu, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui, là đối tượng mình yêu cảm thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người mình yêu. Đó chính là cái giá trị cho cái tình yêu cao cả nhất. Còn nếu như ở trong đó chỉ là một sự đau khổ, mình đem đến đau khổ cho người khác, rồi mình hưởng thụ cái tình yêu của riêng mình, thì ở nơi đó tình yêu sẽ không bền, không lâu, và chắc chắn sẽ không phải là những cái kết cục tốt cho một cuộc hôn nhân hay là mối tình. Cái mối tương quan sâu xa giữa tình yêu và đau khổ là đề tài muôn thuở cho rất nhiều những cái thi ca, tiểu thuyết và những cái tác phẩm nghệ thuật mà nhân loại chúng ta đã biết bao nhiêu người đã diễn tả. Và người ta nói rằng yêu thương thì phải đi kèm với đau khổ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã diễn tả một cách rất sâu sắc khi mà nói đến cái triết lý của tình yêu, đau khổ và cái tâm lý của con người chúng ta. Khi ông nói đến rằng khi cơn đau chưa đầy thì tình như chút nắng. Yêu phải đau cơ. Nếu mà cơn đau nó chưa đầy thì tình yêu nó chỉ phai nhạt như chút nắng thôi. Nhưng mà khi cơn đau đã lên đầy thì tình mới mênh mang. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói với chúng ta như thế. Chứ nếu như nó chỉ là chút nắng thôi thì tình yêu nó chưa được diễn tả hết. Còn cha ông chúng ta thì cũng nói với chúng ta rằng một cái câu nói rất là đơn sơ thôi nhưng mà chân thành: yêu nhau lắm, cắn nhau nhiều. Tôi sống đời sống độc thân, trong chức vụ linh mục tôi cũng không hiểu đâu, nhưng mà tôi dựa trên những cái lời thi ca hay là những cái triết lý của ông bà tổ tiên, của biết bao nhiêu người đã trải qua đời sống hôn nhân, để rồi chúng ta đúc kết với nhau với những cái luật sống, luân lý sống và đạo đức sống cho tình yêu đôi lứa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ta đã nói tới về mối tương quan giữa tình yêu và đau khổ, và có tình yêu thì chắc chắn phải có sự đau khổ. Đau khổ nhưng mà đau khổ trong sự hy sinh thì nó dẫn tới một cái hạnh phúc rất là sâu xa trong cuộc sống con người. Nhưng đau khổ chỉ là những cái gánh nặng, chỉ là những cái bổn phận, thì đau khổ đó chắc chắn không phải là đau khổ của tình yêu, mà là đau khổ của những cái gánh nặng bất hạnh trong cuộc đời. Người ta cũng nói rằng ở dưới cái gầm trần gian này, ở dưới cái gầm bầu trời này, không có sự sung sướng nào là sự sung sướng toàn vẹn cả. Bởi vì trong sung sướng thì chắc chắn phải có đau khổ, và có đau khổ thì mới có dẫn tới những cái sự hy sinh, đau sung sướng vẹn toàn. Giống như là một người nông dân khi mà vất vả gieo trồng thì mồ hôi đẫm lệ, thế nhưng mà lại hứa hẹn những cái mùa gặt bội thu, những cái thành quả tốt đẹp. Hay là một cậu học sinh vất vả tối ngày xách đèn, tránh xa những cái chơi vui không cần thiết, thì mới có được một kết quả học hành tốt, một cái kết cục cuộc đời tốt. Còn nếu như chỉ lêu lỏng, chỉ vui chơi, chỉ thích thỏa mãn những cái nhu cầu cá nhân của mình, thì cuộc đời sẽ không phải là kết cục tốt, không có những cái tấm bằng tốt, và không có những kiến thức đủ để chúng ta bước vào những cái lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày. Một đôi vợ chồng có nhiều những cái sự bất đồng cũng còn dựa trên những cái nhân tố nữa. Tại sao chúng ta hay cãi cọ nhau? Các nhà tâm lý cũng như các nhà xã hội học nói rằng bởi vì người ta xuất phát từ những cái tính tình, những cái ngôn ngữ, những cái sở thích. Mỗi một người có những cái tính tình khác nhau, không ai giống ai cả. Mỗi một người có những cái cách thể hiện, những cái ngôn từ khác nhau. Có những người ăn nói rất dễ nghe, mà có những cái người cứ mở miệng ra nói là nói như đấm vào tai người ta vậy, nói khó nghe lắm.
ngôn từ dùng nó thiếu văn minh, nó không có lịch sự, nó thiếu sự tôn trọng cái người nghe. Nên là cái tính tình là một này, ngôn ngữ là hai này, thế rồi sở thích là ba. Có nhiều như bạn trẻ nói là tại sao mà con lại yêu cái bạn này? Thưa, vì bạn đó cùng sở thích với con. Có một cái đùi gà thôi mà hai đứa cũng thích cả thì chỉ có đánh nhau thôi, chả còn cách nào khác nữa. Nên là đừng có cái kiểu gọi là yêu nhau thế kiểu cùng sở thích. Hai đứa đều thích cái iPhone 13 cả, mà bây giờ thì nó lại lên những 50 triệu một cái, thì mà tháng lương chỉ có mấy triệu thôi thì chỉ có cãi nhau thôi, chả gì cả. Nên là đôi khi chúng ta nhầm lẫn trong cái sở thích của mình. Thế rồi cùng cái phong tục nữa, phong tục tập quán nó cũng là một cái điều làm cho người ta dễ sinh ra bất hòa. Sống hai một cái gia đình khác nhau, hai cái phong tục, hai cái thôn làng, hai cái thôn xóm, tộc phong tục tập quán khác nhau. Thế rồi giáo dục gia đình cũng là điều quan trọng. Một người sống trong một cái nền giáo dục như thế này, một người sống trong một cái nền giáo dục một cái gia đình khác, nó cũng tạo nên những cái mâu thuẫn, cái sự khác biệt. Và đôi khi còn có những cái sự tác động khác nữa, tác động từ bố mẹ, anh chị em, từ họ hàng. Có những người thì cố gắng khi mà con cái chúng ta gặp những cái sự không lành, không yên, thì mình cố gắng mình nhắc nhở con cái chúng ta trong sự hy sinh, trong sự nhẫn nhịn. Thế nhưng mà có những người thì bảo là chứ gặp những cái sự như thế thì thôi, bỏ đi cho nó xong, bỏ đi cho nó xong. Vì thế nên là hôm nay chúng ta cũng phải thành thật mà nói với nhau rằng ở trong xã hội của chúng ta hôm nay, luật pháp nhà nước cho phép ly dị, và thậm chí là còn đôi khi còn dễ dãi trong những cái việc làm cắt đứt những cái mối dây hôn nhân gia đình. Nhưng mà ở đối với người Công giáo chúng ta thì không bao giờ. Hôm nay anh chị đã đến nhà thờ rồi thì mối tình của anh chị sẽ vĩnh viễn cho đến chết. Chỉ có những cái chết tự nhiên mới có thể chia cắt cái mối tương giao này được. Còn luật pháp của nhà nước cũng không có thể cắt chia được cái mối tương quan này, bởi vì đây nó là thiên luật, luật trời, chứ không phải là một vài những cái khế ước mà chúng ta đến với nhau trước bàn, trước cộng đoàn, hay là ở trước ủy ban, hay là ở một chỗ nào đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta lược qua một vài những cái khía cạnh trong đời sống hôn nhân gia đình để chúng ta thấy được rằng muốn có một hạnh phúc, chúng ta phải có những cái sự hy sinh, nhẫn nhịn trong cuộc sống của mình. Hôm nay cùng với đôi bạn trẻ bước đến nhà thờ để cầu nguyện, để xin Chúa chúc lành cho tình yêu của đôi bạn. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mình, gia đình mình, con cái mình, cầu nguyện cho đôi bạn trẻ biết lấy Thiên Chúa, biết lấy luật của Thiên Chúa là thiên luật để chúng ta quy chiếu cho cuộc đời hôn nhân. Và nếu như chúng con giữ được mối dây tương quan này, Cha tin rằng chúng con sẽ hạnh phúc và bình an trong cuộc đời hôn nhân của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu này để chúng con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác trong đời sống hôn nhân của chúng con, để chúng con có một cuộc đời hạnh phúc bên nhau trong tương quan gia đình, mối dây con cái và những tương quan khác. Đó là những điều chúng ta cầu chúc cho nhau trong thánh lễ hôm nay. Amen. Anh Giuse Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoàn, các con rất thân mến, các con cùng nhau đến đây để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và trước mặt cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Chu Văn Sáu và Maria Trần Thị Thu Hoàn, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có.
Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Chu Văn Sáu, xin nhận em Maria Trần Thị Thu Hoàn làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Trần Thị Thu Hoàn, nhận anh Giuse Chu Văn Sáu làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu của lòng trung thủy. Em Maria Trần Thị Thu Hoàn, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Chu Văn Sáu, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta vừa chứng kiến đôi bạn trẻ có những lời thề hứa và khế ước với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi anh chị, chúng ta cùng nộp một tràng pháo tay để chúc mừng. Mời cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Giuse Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoài. Chúng ta hãy ký thác một gia đình mới này cho Chúa và dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu ca cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu ca cùng Chúa. Trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần nguyện vào góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu ca cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần của tình yêu Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây phiền muộn cho những người Chúa đã ban chư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này, họ được bền vững yêu thương nhau và được lòng kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và trình ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang giường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu, để được Chúa cho thông phần tình yêu vinh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa sẽ thanh hiến tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu trên và tiên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cúng nhớ đến anh Giuse Chu Văn Sáu và chị Maria Trần Thị Thu Hoài mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng và sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con chúng con. Xin chớ để chưa cam dỗ, đừng biểu chúng con cho mãi sự sợ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên đôi vợ chồng vừa mới thành hôn. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì cho những người Chúa đã làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh của Chúa và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Chúa. Chúng con khiêm tốn này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây hôm nay được liên kết với nhau bằng bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Trần Thị Thu Hoài và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Chu Văn Sáu. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái mà điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa, xin ban cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa ở gần bên xoa dịu. Xin ban cho anh chị biết ngợi khen, biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu luôn gìn giữ các con được hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng của tình yêu Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ, đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn các con mà tiếp rước các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng,
lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.